Việc cơ quan chức năng ở tỉnh Cà Mau tiêu hủy đàn chó khi người chủ của chúng chẳng may dương tính COVID-19 khiến nhiều người xót thương, đồng thời đặt nhiều câu hỏi về dịch tễ và pháp lý. Theo tiến sĩ Võ Trung Tính, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, việc xử lý bay chó phải căn cứ luật chăn nuôi và luật thú y để xử lý cơ quan chức năng cần xác định được hai vấn đề trong vụ việc cơ quan chức năng ở cà mau tiêu hủy bày chó thì không rõ họ dựa vào quy định nào cách thức ra sao nếu chủ chó có vi phạm hành chính thuộc trường hợp phải buộc tiêu hủy chó thì cần tuyên truyền cho người dân hiểu trước khi thực hiện một cán bộ thú y ở thành phố Hồ Chí Minh cho hay, theo luật thú y, việc hai vợ chồng chở bầy chó nuôi 15 con về quê đi từ tỉnh này qua tỉnh khác phải có kết quả kiểm dịch động vật. Trong trường hợp buộc phải tiêu hủy chó do bệnh dạy thì cơ quan thú y cũng phải thực hiện đầy đủ theo trình tự thủ tục luật định. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phương án xử lý chung tại Thành phố Hồ Chí Minh là người nhiễm COVID-19 tự thu xếp việc chăm sóc vật nuôi trong thời gian đi cách ly, điều trị bằng cách gửi người thân, bạn bè. Sau khi xuất viện, người bệnh sẽ được đón vật nuôi. Hiện nay chưa có quy định nào về việc xử lý, tiêu hủy chó mèo do dịch bệnh COVID-19. Nếu chỉ vì lý do tự nghĩ rằng có thể lây dịch COVID-19 là hoàn toàn không có cơ sở khoa học dịch tễ và không có cơ sở pháp lý.